Đi dậy chán quá. Mình rất muốn rời khỏi đây thật nhanh. Đây là cơ hội của mình. Quẹt một vệt màu này. Em đang làm gì vậy? Bỏ cỏ vẽ xuống. Thêm một ngày, thêm một đồng lương. Có chuyện gì vậy? Không, chúng mình rồi. Cứ bình tĩnh. Đủ rồi, hai người gặp rắc rối lớn rồi. Đi với tôi. Cậu ấy làm đấy. Phải lau cho sạch cái đã. Nhìn kìa, cô đúng là mọt sách. Hay, tập trung, đây là thử thách đầu tiên. Có vẻ dễ đấy. Nhưng chân nào, trái hay phải? Sao em làm được vậy? Nè, chẳng có gì to tát đâu. Em tập yoga mà. Cô nên thử. Cậu vẽ của mình ở đâu ấy nhở? À, đây rồi. Vẽ thôi. Mình sẽ bắt đầu với màu vàng. Sẽ đẹp lắm đây. Sáng tạo nãy giờ là mình đói quá. May là mình có khoai tây chiên này. Ngon quá. Có thể đây là tác phẩm đẹp nhất của mình. Nó sẽ là một kiệt tác. Mình dính vụn khoai tây. Tốt hơn rồi. Mình đang rất không hiểu. Mình rất hài lòng với nó. Mình nghĩ xong rồi đấy. Xem này. Ý là một số nét vẽ hơi ẩu một chút, nhưng sẽ ổn thôi. Em đùa cô sao? Ok, xem đây. Ảo, cô không dẻo dai lắm. Hồi quá. Mình sẽ dùng bàn chân in một dấu chân. Sau đó vẽ xung quanh. Giờ vẽ lên bàn chân. Mình sẽ thêm một ít màu trắng. Được rồi, mình sẽ dùng bút đen đi xung quanh. Như vậy sẽ tạo ra một đường viền. Mình sẽ vẽ cái mũi và con mắt. Nhìn hàng lông mi này. Gành tị quá. Đây là một con ngựa dễ thương. Mình sẽ còn kỳ diệu hơn. Mình sẽ biến nó thành con kỳ lân. Mình nghĩ xong rồi đấy. Em thấy sao? Khá ấn tượng đúng không? Nào, thừa nhận đi. Thôi đi, đây mới là nghệ thuật. Tôi sẽ là người đánh giá. Tôi luôn nghiêng về kỳ lân. Woohoo, thắng rồi. Gì cơ, không phải chứ. Ngon quá. Mình nên làm đầu bếp. Đó chỉ là miếng sandwich thôi. Nó cần chút gia vị. Như thế này mới đúng. Đã đến lúc cho thử thách tiếp theo. Mọi thứ sẽ dính lắm đây. Lấy keo đi. Sao cô ấy làm được vậy? Cô không biết, có lẽ là do chỉnh sửa giỏi. Kệ đi, mình có ý này. Lấy cảm hứng từ đồ trang điểm của mình. Đây nhé. Mình sẽ đổ keo lên bức tranh. Chỉ đổ lên váy và tóc thôi. Đủ rồi đấy. Giờ mình cần kim tuyến. Màu xanh này tươi ghê. Tiếp theo dùng màu hồng. Mình luôn muốn nhuộm tóc màu hồng. Mình sẽ dùng màu xanh đậm hơn cho phần trên của váy. Giờ thổi kim tuyến thừa đi. Nhìn nó bay kìa. Ủa, dễ thương quá. Cô đang làm gì vậy? Chắc mình phải bắt đầu thôi. Biết phải làm gì rồi. Mình sẽ xịt keo thành vòng tròn và dán sandwich lên. Hey, nhìn này. Chuyện phải xảy ra như thế. Hoan hô, thật xuất sắc. Kệ đi. Đợi đã. Mình có thể dùng hũ muối này. Đáng để thử mà. Mình sẽ làm từ từ. Mình muốn nó trông đẹp mắt. Chữ viết tay chưa bao giờ là điểm mạnh của mình. Giờ mình sẽ rắc muối lên. Phủ toàn bộ chỗ keo. Không muốn sót chỗ nào đâu. Sau đó thổi muối thừa đi. Mình chưa xong đâu. Mình sẽ vẽ lên nó. Dùng nhiều màu khác nhau. Như vậy chắc chắn sẽ khiến nó trông đẹp hơn đấy. Và làm nó nổi bật. Wow, đẹp quá đi mất. Mình nghĩ xong rồi đấy. Hy vọng cô thích. Em đã làm rất vất vả đấy. Thôi nào, bước này sẽ thắng. Xin lỗi, tôi nghĩ phòng này hơi bụi. Ok, không tệ. Xin chào á, tôi thích nó đấy liền. Em thắng. Oh yeah, như vậy mới phải chứ. Cục kẹo cao su này ăn xong rồi. Nhưng mình không muốn lãng phí nó. Mình có thể dùng nó để chơi. Nó hay này. Thôi đi. Oops. Thôi chờ đó đi đấy. Là lỗi của cô ấy. Đừng có mà đổ lỗi cho tôi. Tôi thề không phải tôi. Không vui đâu nhé. Cô ấy vẫn đang nhìn sao? Chắc chắn em sẽ bị cấm túc vì chuyện này. Đến lúc trả đũa rồi.
mình sẽ để cây xương rồng ở đây. Và rồi, đợi thôi. Thôi nào, cũng vui mà. Ouch, mông của mình, cái gì vậy? Sao nó ở đây thế? Đúng là trẻ con. Ok, tiếp tục nào. Wow, giá vẽ. Để mình xem, đợi chút. Biết phải làm gì rồi. Mình sẽ xịt ít màu vẽ lên tấm canvas. Mình sẽ làm những chấm ngẫu nhiên, sau đó thêm màu vàng. Mình sẽ phết nó quanh tấm canvas. Mình cần thêm màu. Như này là được rồi đấy. Giờ mình sẽ dùng thước dê qua. Mình muốn kéo màu xuống đáy tấm canvas. Màu sẽ trải ra và hòa với nhau. Như thế này này. Giờ mình cần một cây bút màu đen. Mình sẽ vẽ những đường dọc xuống, sau đó thêm gai nhỏ. Mình muốn nó trông giống như xương rồng. Rất dễ, nhưng hiệu quả. Hả? Phải nhìn kỹ mới được. Em lấy cảm hứng từ thiên nhiên đây. Ok, đến lượt mình. Đưa mình cái này. Nên làm gì đây? Nào, nghĩ đi. Đợi chút. Biết rồi. Mình vẽ một hình vuông màu trắng trên tấm canvas. Sau đó để sợi dây chuyền lên trên. Mình sẽ dùng thêm để tạo thành hình vuông và hình tam giác. Giờ mình cần một ít màu. Mình sẽ nhỏ màu đỏ ngay đây. Sau đó dùng màu khác. Mình sẽ nhỏ gần chỗ rìa và cứ làm như vậy xung quanh luôn. Giờ mình cần thêm một cái vòng kim lại. Mình sẽ kéo dây chuyền qua đó. Nó sẽ kéo màu về phía tâm. Màu sẽ hòa vào nhau và xoắn lại và tạo ra một hoa văn hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng nhìn rất đẹp. Wow, thích quá. Chắc chắn mình sẽ treo lên tường. Để tôi xem. Wow, rất độc đáo. Sẽ khó chọn lắm đây, nhưng tôi nghĩ cô giáo thắng vòng này. Wow, thật chứ, vui quá đi mất. Yeah, nó nhìn đẹp thật. Đợi đã, người mình dính gai xương rồng. Không vui đâu. Không biết ai làm nhỉ? Mình đã tìm thấy kẻ tình nghi. Tao quan sát mày đấy nhé. Nhìn kẹo marshmallow này, mình thích đồ ăn ngọt. Nhìn ngon thật. Mình đang rất ganh tị. Hey, lấy của em đi. Không được, lùi lại đi. Cô keo kiệt quá, thật bất công. Hả? Cảm ơn. Nhưng mình sẽ làm gì với mấy cái này? Biết rồi, sẽ hoành tráng lắm đây. Mình sẽ làm một siêu ống hút là do cơn khát đã nghĩ ra, nên mình xứng đáng được thưởng. Hay ghê. Chắc chắn là mình có nhiều nước ngọt hơn vậy mà. Mà mình không nhớ là có ống hút này. Phải vậy đúng không? Làm cho nó nóng lên nhé. Hy vọng liềm thích cay. Cúp. Không ổn rồi. Ở đây nóng lên hay sao vậy? Đợi chút. Để yên nhé liềm. Marshmallow nướng. Còn gì ngon hơn nữa? Mềm, ngọt và dẻo. Wow, nặng quá. Thử thách tiếp theo ở trong này. Hy vọng là một ly nước. Mình muốn mở nó. Wow, bong bóng. Dễ thương quá. Mình nghĩ mình có thể dùng marshmallow này. Mình sẽ cho nó vào tô và thêm màu thực phẩm. Mình sẽ chọn màu xanh rồi trộn lên. Nhìn ngon quá. Làm tương tự với những màu khác. Mình sẽ nhúng cọ vẽ vào bát màu vàng, rồi nhẹ nhàng chấm lên giấy. Rồi đến màu xanh, rồi cho lên giấy. Mình muốn tạo thành hình giọt nước. Mình sẽ thêm ít nữa nhé. Giờ cần một cây bút. Mình sẽ vẽ các đường thẳng từ chỗ marshmallow, rồi nối các đường lại ở phía dưới. Nhìn y như bong bóng. Đẹp muốn ăn luôn đấy. Chảy nước miếng rồi đây này. Wow, khá là hay đấy. Mình làm sao để thắng đây? Tao không cần thêm ống hút đâu. Wow, đợi đã, biết đâu mình có thể dùng nó. Đưa tao cái màu vàng. Mình sẽ nhúng đầu này vào màu nước, rồi thổi nó trên giấy. Mình sẽ thổi bong bóng và để cho nó nổ. Vui thật đấy. Làm ở khắp tờ giấy luôn. Giờ mình cần thêm một cây bút. Mình sẽ dùng nó để vẽ dây và phần dưới của quả bóng. Làm tương tự cho tất cả. Nhìn giống như chúng đang bay vậy. Các bạn thích chứ? Rất vui vì mình nghĩ ra cách này. Chắc chắn mình sẽ thắng vòng này. Không cần thi nữa. Để xem. Nên chọn ai đây?
Tôi nghĩ mình ẩn thắng. Em á, em thắng sao? Ý em à, em biết trước rồi. Yay. Tiếng chìm hót anh à. Và đây là thử thách vẽ đầu tiên. Để coi. À, cái khăn. Vòng này cũng không khó lắm. Cái gì? Có phải thứ mình đã nghĩ không? Biến khỏi đây coi, con chim hâm. Ít nhất thì mình cũng không bận rộn như cô. Thật ra, mình có cái này để giành lợi thế này. Sao lại có cái này ở đây chứ? Kệ xử đi. Đang nói cái gì nhở? Hả? Đùa mình hay gì vậy? Ok. Đây rồi này. Đồ của mình. Oh, chán chưa? Lại một quyển sách dở òm. Bỏ tay luôn. Kính bơi hả? Chả có cái gì hữu ích hết á. Sao lại có công thức toán? Mình đâu có hiểu mấy cái thứ này. Mà nghĩ lại thì mình có thể dùng số để vẽ. Khi vẽ xong phần thân thì mình có thể dùng một vài con số thần kỳ á. Và trên đầu nữa. Bắt đầu giống một chú chim rồi này. Đợi đến khi tớ tô màu này. Cậu ổn chứ bé chim xinh xẻo? Tớ sẽ cho cậu những chiếc lồng vũ đáng yêu. Lồng vũ màu cầu vồng đó nha. Xong rồi nhé. Cô thấy sao ạ? Trong hình có các con số á cô? Đẹp tuyệt. Còn cô? Tôi đang gặp chút chuyện xui xẻo ạ. Nãy giờ tôi vẽ được vậy thôi. Eo, em thắng vòng này Annie ạ. Ồ, yay, cho em ạ, em xin. Sao tôi có thể vẽ khi bị vậy chứ? Đáng lẽ mình phải nghĩ tới vụ này. Thử thách tiếp theo đã tới rồi đây. Cô từng nhìn thấy rất nhiều quả táo rồi. Và cô biết cách bắt đầu đó. Và một vòng tròn hoàn hảo cực kỳ quan trọng. Nhưng vẽ cái cảnh ở đâu nhở? Vòng tròn này chiếm trọn tờ giấy rồi. Dùng giấy hình vuông nào. Tìm cái gì lấy cảm hứng thôi. Khoan, mình nhìn thấy một quả táo hoàn hảo. Hình như cô đang tập trung chuyện khác. Triển nào bà con. Nhiệm vụ bất khả thi quả táo bắt đầu. Mình đã có hàng đây rồi. Cắt một đường gọn gàng là được. Hả? Con bé Annie làm gì thế? Này em kia, ngồi xuống. Em xin lỗi. Trời ơi, suýt thì được rồi. Thôi thì biết gì vẽ đó vậy. Ví dụ như từ Apple này. Dễ ẹt luôn. P-P-L-E. Mà chờ chút. Nếu mình chia từ này thành 5 hoặc là một quả táo, mình sắp vẽ xong luôn rồi này. Ok, vẽ to gấp 5 lần luôn này. Ai biết những con số có thể tạo ra một nửa trái táo chứ? Chả biết được ban đầu nó là một con số luôn. Nhất là khi bạn chưa tô màu. Khi hòa màu đúng thì quả táo sẽ nhảy khỏi trang luôn. Không thể quên cái cuống nha. Tạo một chút chiều sâu này. Và thêm chút chi tiết nho nhỏ nữa. Và quả táo này trông ngon quá trời rồi. Các bạn đồng ý chứ? Ta-da! Xong rồi đây. Cô cũng thế. Nhìn thật quá. Còn hình này. Chán. Chả, vòng này dễ rồi. Hoan hô Annie. Thắng rồi, tuyệt. Ước gì mình có táo thật nhỉ. Cô cũng thế. Có người ăn sạch quả táo này rồi. Ha, may mà quả của em tươi giói. Bé cưng của mẹ ơi. Đẹp trai ghê. Hay là hai cô trò vẽ bé nhà tôi nhé. Dô. Lên luôn. Mình là chuyên gia về cún đấy. Cún có đầu, thân và bốn chân này. Nhưng nhìn nó hơi bị chán nhở. Phải thử lại lần nữa mới được. Phải to hơn một chút mới được. Vẫn xấu. Không. Vẫn xấu ỉn. Này. Hả? Cái gì? Bình tĩnh. Này, mình có ý tưởng rồi nha.
mình sẽ vẽ bằng bàn tay. Vì khi mình có nét rồi, thì mình có thể sáng tạo với các chi tiết. Tin cô đi, thầy nào cũng xịn lắm các em à. Thấy chưa? Giờ chỉ cần chút màu mè thôi. Và cậu nhóc này sẽ cần chút màu sô-cô-la ngọt ngào. Không thể quên cái lưỡi màu hồng nha, đặc điểm của mấy chú cún mà. Ta-da! Thấy ok không nào? Giống nhau quá trời luôn. Còn của em, Annie ơi. Cái gì? Khổng vẽ sao? Vậy là cô thắng rồi, cô em à. Nhìn ngon quá trời luôn. Cảm ơn. Cún sô-cô-la đó. Mình sẽ bắt đầu với em này. Nhìn ngon quá. Béo thật đấy. Bất công quá. Bình tĩnh nào em, lấy một đi. Ôi, thật đã. Em xin. Quay bánh xe nào. Cho em quay đi ạ, em là khách mà. Ý tưởng của cô. Thả ra nhanh, dừng lại. Vỡ đấy nhá. Ôi trời, nhìn kìa. Chắc là chúng ta sẽ vẽ hoa hồng. Gì kìa? Các quý cô, ta có một bông hồng cho hai người đẹp đây. Ngượng quá. Ta xin cúi mình trước vẻ đẹp của hai nàng. Em thích anh. Hãy bắt đầu thử thách nhá. Chờ mãi. Ôi trời ơi, tém tém lại đi. Thế này chắc là khó tập trung lắm đây. Cảm giác như em đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Ai cũng nói vậy đấy. Dìa mép trông manly chết thì được. Thật đấy hả? Cô ơi, nào, cô có nhớ mình đang thi không? Đúng rồi. Trông không giống hoa hồng lắm nhở. Nhưng mà đã có cách rồi. Mình sẽ vẽ vài hình tam giác vào trong trái tim, giống như cánh hoa vậy. Giờ thì vẽ nốt bông hoa hồng. Trông ổn đó chứ. Giờ thì vẽ lá nè, cả cành nữa chứ. Cô hoàn thành rồi. Cũng ra gì vào này nọ đấy. Được, của em đây. Kiểu tối giản hóa. Anh thấy sao nào? Anh thích đúng không? Đẹp lắm, em thắng. Yes, biết ngay mà. Phần thưởng là gì? Anh hả? Em sẽ nâng niu cành hồng này. Thơm ngào ngạt luôn. Hiển nhiên là thầy ấy sẽ chọn cô rồi. Em chỉ ghen tị thôi. Không biết tiếp theo là gì nhỉ? Từ từ đã, để cô quay bánh xe. Nó sẽ dừng ở đâu đây? Một chú chim nhỏ. Cưng quá đi thôi. Nào nào, vẽ đi. Vâng vâng. Mình đâu giỏi vẽ bằng sơn. Nhưng cứ thử xem sao. Em phải tưởng tượng là mình ở giữa thiên nhiên. Đó chính là bí quyết. Màu đỏ này là chuẩn. Ôi trời, đúng là thảm họa mà. Thế này còn ghê hơn nữa. Đỏ lòm cả tay rồi. Trong tình huống này thì chỉ có trả thù thôi. Không, xem em làm gì đi. Ai bảo cô lấy tờ giấy ra cơ. Cô nhìn này, lỗi của cô chắc. Không. Khoan đã. Trò phá hoại vô bổ đó đã mang đến một ý tưởng. Chắc ổn nè. Cô sẽ chấm sơn đen ở đây. Và vẽ cái mỏ. Và cái chân. Trông nó bắt đầu giống chim rồi. Đó, một chú chim nhỏ xinh. Nhờ em góp chút sức đó. Gian lận nhá. Nhưng đẹp lắm ạ. Của em không đẹp bằng đâu. Cho cô xem nào. Dạ nếu cô muốn. Chiến thắng đã rõ rồi. Yes. Xin chào bạn nhỏ. Cảm giác giống như công chúa hoạt hình nhá. Wow. Cho em nựng nhá. Nào nào, cái tay. Tự kiếm mà chơi. Cứ tưởng mình đặc biệt lắm ạ. Vòng tiếp theo đây. Cô sẽ cho em biết mùi. Ui, bình tĩnh. Nhìn cô nghiêm túc trong việc vẽ. Xoay bánh xe nào. Cảm thấy may mắn sao? Thú vị đó. Ui giời, cứ tưởng đây là thử thách chứ. Không hiểu mình đang làm gì nữa. Đừng tự tin thái quá. Bắt tay vào vẽ thôi. Không biết Luna đang làm gì nhỏ. Đừng có gian lận nữa. Cô thấy bụi thôi mà. Nè, tiếp tục đi.
bụi. Hay lắm. Mình sẽ vẽ chữ Y đầu tiên. Giờ thì vẽ ngón tay nè. Một ngón tay nữa nè. Và hoàn thành bàn tay. Cuối cùng là trái tim. Xong rồi. Trông khá là chính xác đấy. Cô thấy sao ạ? Trông cũng tạm thôi. Còn đây là của cô. Chắc vòng này em thắng rồi. Yes! Xứng đáng mà. Hả? Còn có phần thưởng hả? Luna, cho phép anh nhé. Lãng mạn quá đi mất. Nhưng cô đơn quá đi. Đến lượt em quay bánh xe rồi nhá. Khoan, gì cơ? Ok, được. Nhớ quay vào hình dễ thôi nha. Cún con. Chắc không khó lắm đâu. Cô cũng phải tỏ ra đe dọa vậy sao? Được thôi. Ok, cún con. Bắt đầu từ đâu đây? Thật may mình là người yêu động vật. Đầu tiên vẽ một hình tròn nè. Gì nữa nhở? Sao ta? Cô đang làm gì thế? Vẽ chó kiểu gì thế? Đúng rồi. Mình sẽ vẽ cái hình tròn nhỏ. Thế này đủ rồi nè. Giờ thì vẽ các vòng bán nguyệt. Vẽ thêm mũi và đôi mắt long lanh. Bổ sung thêm một vài chi tiết. Cún con có đuôi nữa. Xong, cún dễ thương nè. Tuyệt vời ông mặt trời. Sao em vẽ hay vậy? Cũng thông minh đấy. Còn tranh của cô đâu? Chà, nghệ thuật là chủ quan mà. Nếu em nheo mắt thì trông cũng giống con chó mà. Ghê quá à. Xem ai thắng nào. Wow, em thắng rồi nhá. Vui quá đi thôi. Mình có nhận được cún không? Mình mê cún nhiều lông. Ahem. Cái gì đây? Thế thôi ạ. Xinh đấy, nhưng em thích chó thật cơ. Cho cô nhé. Vâng, cô lấy đi. Ok, các bạn đã sẵn sàng vẽ chưa nào? Ta hãy khởi động bằng cầu vồng nhé. Cầu vồng hả? Khởi động cũng thú vị đấy. Đúng rồi, túi đồ của mình cuối cùng cũng hữu ích. Xem nào. Chào anh bạn nhỏ. Không. Bé ngoan. Đúng thứ mình đang tìm rồi này. Sẵn sàng cho phép màu chưa? Hãy xem các màu sơn này biến thành cầu vồng nhé. Chỉ cần bóp vài đốm ra đây. Đó. Xong. Chạm, gần xong. Đẹp, bắt tay vào việc thôi nào. Nhìn đã mắt chưa nào bà con ơi? Người ta gọi là có gì dùng nấy đấy mọi người. Đó. Hơi bị bẩn đấy nhở. Giờ thì bóc băng dính ra. Chẳng gì bằng đường thẳng gọn gàng. Chà, ba đường thẳng luôn nhé. Ha, xong. Cảm ơn đã giúp. Trông rất ấn tượng phải không nào? Thì thấy cũng tạm. Tớ đã có cái này. Xin chào. Chẳng lẽ việc gì cũng đến tay tôi? Đẹp quá nè. Phán. Tớ cần không gian để sáng tạo. Thú vị đấy. Hiển nhiên rồi. Mọi người hãy xem mà học hỏi. Các viên đá nhỏ và bi nhiều màu thật đẹp. Cứ đợi mà xem bước tiếp theo. Đó, đôi khi tớ cũng tự tay làm. Và khi đã giã xong, bạn sẽ có cát cổ vồng lộng lẫy. Xem màu sắc rực rỡ này. Ta-da! Nói thật là tớ thấy rất đẹp đó nha. Nhưng tớ vẫn còn chưa xong đâu. Trông giống như anh bạn cầu vồng đang nhảy. Biến cầu vồng thành người cũng hay đấy chứ. Chà. Cả hai đều rất đặc sắc. Nghĩa là cả hai đều thắng cuộc.
Cũng được. Anh ấy không định giao thử thách cho chúng ta à? Thiết bị, hiểu chưa? Thiết bị á? Vào việc ngay, mình biết đúng người cần. Đây rồi này. Dễ thương quá ha. Nhưng mình có thể chỉnh sửa một chút. Tốt lắm. Giờ thì bắt tay vào việc nào. Và bắt đầu. Được, sẽ làm. Mình có bị hoa mắt không vậy trời? Chuẩn, nó rất tuyệt vời, tớ biết. Giờ thì vẽ đi nào máy nhỏ. Nhưng vì họa sĩ nào cũng cần cảm hứng. Hãy xem hình ảnh này. Mi có thể vẽ một chú mèo con không? Không thành vấn đề. Bạn luôn có thể tin tưởng máy này để vẽ hình tròn hoàn hảo. Bạn đã nhận ra ai chưa? Chờ nó một chút thôi, chúng ta sẽ thấy. Hãy nhìn các đường thật thẳng thớm này. Gì vậy trời? Tôi không đồng ý. Robot thực sự có thể tạo ra tiệt tác không? Có vẻ thế. Có vẻ xong rồi này. Và chẳng cần phải nói, đỉnh của chóp, thấy không? Chà, thích trời thì trụy chiều. Tớ chỉ cần hình dạng chuẩn thôi, để xem nào. Chỉ cần lắp ráp một xíu thôi. Và xong. Chỉ cần một miếng nhựa và một bức ảnh trên điện thoại của bạn. Và phuh, bạn có thể tô theo. Khá là sáng tạo phải không? Nhanh nhẹn tháo vát luôn được việc mà. Gần xong rồi. Một chú gấu trúc dễ thương nè. Cưng ghê. Eo ơi. Vậy ai thắng? Vì lý do hiển nhiên. Naomi. Không đời nào. Hóa ra sáng tạo mới là con đường đúng đắn. Robot dở hơi. Mi phải thuộc về thùng rác mới đúng. Có nghe chưa? Không. Cô mới ở thùng rác. Hả? Mi vẽ cho ta hả? Thế này có gì đáng cười cơ chứ? Hôm nay công nghệ làm mình thất vọng. Lớp này chán xỉu luôn. Mình không thể mở nổi mắt đi. Sao Tina có thể ngủ hay thế nhở? Này Lexi. Sao? Tớ nghĩ tụi mình nên đùa một tí. Chọc Tina ấy. Cậu đang nói điều tớ đang nghĩ đến hả? Nếu thế thì triển luôn. Làm liền nào. Sweet, đừng đánh thức cậu ấy. Ở đây. Chuẩn rồi má ơi. Ok, sẵn sàng rồi. Dùng cái này đi. Nhìn chuẩn đấy nha. Đặt nước ngọt lên vở này. Cậu có băng đồ chưa đây? Ok, ngon lành luôn. Thể nào cũng đỉnh của chóp đây. Hóng quá à. Sắp bắt đầu rồi. Lên nào bà con. Chuyện gì vậy? Ướt nhẹp rồi. Ủa là trời, hài xỉu ngang luôn. Là cậu hả? Thật là kinh khủng. Đây chính là bài làm tệ nhất mình từng thấy. Ý là viết tên còn sai nữa mới ghê. Một điểm về chỗ. Sao mấy em học dở thế hả? Sao nữa đây? Đùa nhau hả trời? Mà khoan, bài này ổn này. Bất ngờ phết, được điểm A luôn. Wow. Lâu quá đi mất thôi. Còn quá trời bài luôn này. Mình phải nghỉ một xíu. Chắc có cách dễ hơn nhỉ? Chờ đã. Có vẻ mình đã tìm ra cách rồi. Mình cần một cái nhẫn phẳng lì. Thế này nè. Mình sẽ phết keo lên trên. Rồi dính một miếng xốp lên đó. Sau đó vẽ hình chữ S bằng súng bắn keo. Làm từ từ này. Mình không muốn ai đánh giá tài năng hội họa của mình đâu. Nhìn tuyệt quá. Làm nhẫn khác nào. Lần này có chữ A nhé. Thế nào mọi thứ cũng nhanh hơn hẳn. Mình đeo nhẫn đây. Bắt đầu chấm điểm thôi. Mình sẽ in nhẫn vào bài kiểm tra. Nhìn này, hiệu quả luôn. Tuyệt. Như vậy đơn giản hơn nhiều. Cách này cũng giúp mình đỡ căng thẳng lắm luôn. Bài tiếp theo này. Khoan, xong hết rồi. Yêu mấy cái nhẫn này quá. Giờ thư giãn tí thôi. Cuối cùng cô cũng đi. Nào nhanh lên.
Hả? Gì đấy? Cái nhẫn này nhìn hài ghê. Liam, nhìn này. Cái gì đấy? Tớ tìm thấy cái nhẫn. Đỉnh. Có cái nữa này. Vừa quá trời luôn. David xem này. Wow, tuyệt quá đi mất. Khoan, tớ muốn thử cái này. Dừng di chuyển. Ồ, sao cậu lại làm thế? Thôi nào, kỳ cục qua đây. Cậu tới cổng chuyện rồi. Ra đòn đi. Cái gì? Này, thôi ngay. Cậu có thế thôi à? Thôi ngay coi. Mấy em đang làm gì đấy hả? Tại cậu ta à? Nhìn cậu khủng ghê. Cậu cũng thế. Không phải chuyện để cười đâu nhá. Đưa nhẫn cho cô. Thôi nào, đưa đây nhanh lên. Giờ biến khỏi đây mau. Nhìn hài thật mà. Vài em hình dán nữa là làm xong sổ rồi. Kỳ lân chẳng bao giờ là đủ cả. Wow, nhìn dễ thương quá đi. Giờ phải đi học thôi. Không thể đi học muộn được. Muốn cho mọi người xem vở mới quá. Chắc các cậu ấy sẽ ghen tị lắm luôn. Đặt vở ngay ở đây này. Khoan, thế là sao hả? Cậu bắt chước vở của tớ. Cậu nói xàm xí gì thế? Chờ chút. Mình không học nữa đâu. Đi chưa ta? Xấu hổ chết đi mất. Không ngờ tụi mình lại có chung phong cách. Chờ chút. Chắc mình sửa được đấy. Chỉ cần cây bút này thôi. Bắt đầu với việc vẽ hình trái tim lên giấy nhớ này. Sau đó tô màu nhé mọi người. Màu đỏ, đỉnh của chóp. Mình sẽ thêm chút màu trầm để hình vẽ này được nổi bật. Rồi cắt nó ra nhé. Rồi đặt nó lên giấy nến này. Và dùng băng keo phủ lên. Mình sẽ dàn phẳng băng keo. Đừng để bị nhăn nhá. Giờ cắt ra được rồi. Mình muốn cắt to hơn trái tim một tí. Vẽ xong mấy cái nữa rồi này. Giờ trang trí vở lại thôi. Bắt đầu với dâu tây nhé. Mình sẽ bóc miếng giấy đằng sau ra và dính nó lên vở của mình. Nhìn ổn hơn nhiều. Yêu quá đi. Xinh hơn hẳn Kỳ Lân nhé. Chào Naomi, cậu sao rồi? Tuyệt. Wow, hình dán xinh quá đi. Đúng là xinh thật ha. Tớ tự làm đó nha. Ôi, Lexi cũng có hình dán y chang này. Kỳ cục thật đấy. Không thể chấp nhận được. Chỉ có một quyển vở được dán sticker mà thôi. Naomi, quyết định đi. Gì? Thôi đi. Chà. Đùa chút thôi. Vừa rồi. Hài thật đấy. Mình lên lớp nhé. Hôm nay trời đẹp ghê. Ôi trời. Mấy trái dâu tây này ngọt thật đấy. Táo, dâu tây, nho. Món nào mình cũng thích. Đúng là một buổi dã ngoại hoàn hảo. Biết sao không, mình quá xứng đáng. Mình cũng thích trái cây ngon lành. Nhưng mình nghèo quá à. Ồ, bực hết cả mình. Khoan, một cây cam này. Cam ngọt thanh á. Mình phải có nó. Ok, cây ơi, đưa trái đây nào. Có vẻ khó hơn mình nghĩ. Phải tìm cách mới được. Nếu mình cao bằng này, còn cái cây cao thế. Mình sẽ nhảy lên. Sắp được rồi, thế này thì không ổn. Chờ chút. Chắc mình dùng chai nước này được này. Mình sẽ cắt một đường ở đáy chai. Như vậy. Rồi dùng đục lỗ ở một bên. Rồi xỏ dây qua lỗ. Mình sẽ làm như vậy ở các phần còn lại. Giờ xỏ dây qua một cái ống. Thế là mình có đồ hái trái cây rồi. Chắc tên gọi của nó là thế nhỉ. Khi kéo dây là chai nước sẽ mở ra. May là của chị ca mà. Ha. Được rồi. Hiệu quả thần kỳ luôn. Mình vui quá trời vui á. Muốn ăn lắm luôn rồi này. Bóc vỏ ra nhé. Mình sẽ thưởng thức trái cam này. Không cần cưng nữa rồi. Vào miệng chị đi. Ngon tuyệt vời. Siêu ngọt và mọng nước ấy. Mình đang xem cái gì vậy trời. Cậu không biết xấu hổ sao? Chả, thế là hết vui luôn. Nhớ phải quay lại cả cái váy của tôi nhé. Lên sóng chưa? Chào cả nhà, cảm ơn vì đã tặng quà cho tớ nhé. Cô chủ chính là ngôi sao đó ạ. Chúng ta quay phim tập hộp món này nhé. Chưa được. Và diễn. Ôi là trời, hóng quá là hóng. Không biết là món gì ta. Trời đất, cả nhà xem này. Có tuyệt không cơ chứ? Mình thử luôn nhé. Xong rồi. Xem nè. Quá trời bong bóng luôn. Tuyệt quá à. Xem này. Mắt mình. Cắt cắt. Cậu ấy hài ghê. Mình cũng tự làm bong bóng được nhỉ. À ha, đúng thứ mình cần rồi. Cho xin nhé. Mình cần thứ gì đó để nhúng vào. Chờ chút. Chiếc ống hút này được này. May mà mình chưa đổ rác. Thế là đầy đủ rồi á.
mình cần vài cái ống hút nữa. Nhìn màu sắc thật đấy. Giờ mình cần dây chun, phải buộc nó lại với nhau như một cái ống hút siêu to vậy. Giờ mình cần xà phòng, mình sẽ rót nó ra một cái khay, rồi rót nước vào đó. Mình có thể nhúng ống hút vào nước. Phải phủ kín xà phòng lên đầu ống hút nhé. Rồi đã đến lúc dùng máy sấy. Hiệu quả rồi, nhìn mấy quả bong bóng ấy kìa, đơn giản như đang giỡn. Woohoo! Xem đồng hồ này nè Julie. Nó đẹp thật đấy. Ừ, tớ biết mà, nó rất đặc biệt. Ước gì mình có một chiếc đồng hồ như vậy. Ồ, biết rồi. Mình có một ý tưởng rất hay. Và mình cần tờ giấy đó. Sẽ đẹp lắm đây. Mình sẽ cắt giấy thành hình kim cương, sau đó gấp các góc lại. Giờ mình cần cắt chúng ra. Không cần mấy phần này, mình sẽ lấy phần cạnh dưới và gấp nó lại. Mình muốn tạo thành một đường gấp, sau đó làm tương tự với cạnh trên cùng. Mình sẽ nối chúng lại ở giữa, rồi gấp lại một lần nữa. Mình muốn các cạnh được gấp vào. Và đây là một dải giấy mỏng. Bây giờ mình sẽ gấp một tờ giấy màu xanh và tạo thành một hình vuông. Bước tiếp theo mình sẽ cần kéo. Mình sẽ cắt bỏ các góc. Mình muốn bo tròn nhưng không muốn cắt quá nhiều đâu, chỉ một chút thôi. Nhìn này đủ rồi đấy. Bây giờ mình cần trang trí nó. Mình muốn làm cho nó thật dễ thương. Mình sẽ vẽ một mặt cười. Mình nghĩ nó nên nháy mắt. Bây giờ tô màu. Mình sẽ cần mặt đồng hồ. Mình sẽ dán nó phía dưới khuôn mặt. Bây giờ lấy dải giấy màu cam, dán khuôn mặt vào. Và thế là xong. Đồng hồ mới của mình. Wow, xanh điệu ghê. Phải khoe nó ngay mới được. Gì đây? Wow, đẹp đấy. Nhìn lại đi. Julie, đồng hồ sai giờ rồi. Ôi, xấu hổ quá. Dây đeo của mình hơi chặt, phải nới lỏng ra mới được. Ôi, quá tay rồi. Đồng hồ của mình đứt mất rồi. Chuyện gì hồn nào vậy? Đây là món quà Molly tặng. Tớ cho cậu cái này nè. Ồ thật à, dễ thương ghê. Phải làm gì bây giờ? Đừng khóc. Khó xử quá đi mất. Phải làm gì đó mới được. À, biết rồi. Hả? Không được như mình nghĩ. Cậu ổn không vậy? Trong quảng cáo dầu gội nhìn dễ lắm mà. Mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Tin tới đi. Mình sẽ cần cắt dây buộc tóc. Như này nè. Đúng thứ mình cần rồi. Bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ của Leo, đặt nó ở một trong hai đầu. Sau đó mình sẽ lấy kim chỉ, xỏ nó qua khóa đồng hồ. Phải đảm bảo là chắc nhé. Không muốn có thêm sự cố nào đâu. Nó sẽ là một sợi dây đeo đồng hồ hay ho. Hy vọng cậu ấy thích. Của cậu này Leo. Gì vậy Julie? Wow, cậu sửa đồng hồ cho tớ hả? Chỉ là việc cần làm thôi. Trông đẹp quá. Đợi tớ chút. Tớ có cái này cho cậu. Đây là cách tớ nói cảm ơn. Ôi, cậu nói thật đấy chứ. Đẹp quá. Và nó là của mình. Cảm ơn nhiều. Không có chi. Tóc tớ thế nào? Đẹp như vậy khó lắm đấy. Mình không bị muộn giờ học. Đợi chút. Đúng gì đấy vậy? Không phải đồ trang điểm của mình. Julie. Đừng đụng vào. Ồ, cậu đáng sợ thật đấy. Mình làm tới đâu rồi nhỉ? Ồ, đúng rồi, mình đang làm đẹp. Ngày nào cũng vậy. Thật buồn cười. Ôi, mình làm rơi gương rồi. Phải nhặt nó lên. Hả? Đợi chút. Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây. Lược của mình đâu rồi? À, đây rồi. Ồ, ôi không, không hay rồi. Nó bị kẹt. Mình không gỡ ra được. Có chuyện gì? Chắc tớ giúp được đấy. Cắt, cắt. Không. Ê, quay lại đây. Mình đã chỉ cô ấy rồi đấy nhé. Giờ bỏ hết đống này đi. Dễ én đấy mà. Mình sẽ cất cái này cho lần sau. Ồ, lấy sách ra thôi. Tiết học bắt đầu rồi. Không bố ơi, con muốn có một con ngựa. Điện thoại ngu ngốc của mình không hoạt động. Này, cẩn thận. Xem cậu làm gì nè. Tớ xin lỗi, tớ sẽ nhặt đồ cho cậu. Tớ không cố ý. Nhanh lên. Cậu có nhiều đồ quá. Nhưng tớ có thể giúp. Đợi đi nhé. Cậu làm gì vậy? Cậu sẽ thích nó đấy. Good buddy của mình sẽ cứu nguy. Trước tiên vẽ hình lên ốp lưng điện thoại. Giờ vẽ thêm các đường thẳng. Vẽ từ trên xuống dưới luôn. Mình muốn nó thật hoàn hảo. Mình cần có các đường kẻ ô. Cái này khoảng bằng nửa cái đầu tiên. Giờ mình cần nối chúng lại với nhau.
mình sẽ làm bằng cách làm hai bên giấy lên. Mình sẽ làm quanh ba góc và để nguyên phần trên cùng. Xong rồi, xem này, nó có thể đựng tất cả tiền của cậu. Ồ, suýt quên, thẻ tín dụng của cậu nữa. Vào đây đi. Nhìn nè. Wow, khá là sáng tạo đấy, cảm ơn Liêu. Không có chi. Có chuyện gì hả? Điện thoại của tớ không hoạt động. Cậu có thể lấy cái này. Tớ không dùng tới. Không phải chứ. Công của cậu mà. Cẩn thận chứ. Một món đồ nhỏ trơn trượt à? Biết phải làm gì rồi. Đưa quần của cậu cho tớ. Ôi, sao cậu làm được vậy? Xem này. Mình sẽ cần vài sự thay đổi. Mình sẽ cắt một miếng hình vuông ra. Nó cần phải lớn hơn ốp lưng điện thoại một chút. Mình sẽ để ốp lên miếng vải. Bây giờ mình sẽ cắt một lỗ ở chỗ camera. Rất là dễ luôn. Giờ bắt tay vào việc được rồi. Mình sẽ để miếng vải lên trên ốp lưng. Phải đảm bảo là hai lỗ camera trùng nhau. Bây giờ dán cố định lại. Không muốn có nếp nhăn nào đâu. Mình khá hài lòng với nó. Tiếp theo mình sẽ cần thêm keo. Mình sẽ xịt một hình vuông nhỏ ở dưới cùng của ốc. Mình nghĩ cỡ này đúng rồi đấy. Mình sẽ để thêm một miếng vải lên trên. Sau đó đè xuống. Một chiếc ốp lưng thời trang cho cậu nè. Oh wow, tuyệt quá. Điện thoại của mình sẽ an toàn và xanh điệu. Nhưng chúng ta vẫn còn một vấn đề. Tôi biết trước rồi. Giấu sự xấu hổ đi. Ở dưới đó bị lạnh. Tốt hơn rồi. Mình sẽ để điện thoại vào túi quần. Hả? Sao lại thế? Chờ chút. Xem nè. Ôi, à, tôi phải nghe điện thoại. Xin chào, ngài tổng thống, ngài nghe tôi nói không? Xấu hổ quá đi mất. Nhưng cô ấy đã làm cái này cho mình. Hoàn toàn xứng đáng. Không, dừng lại, đợi em với. Lỡ xe buýt rồi, phải làm sao bây giờ? Này, sao vậy cô bé? Chắc đã đến lượt bà già thân thiện này ra tay rồi. Đi không cháu? Wow! Nào, lên đi. Xe hơi bìa cứng ạ? Chuẩn chỉnh, là mẫu mới nhất đấy. Cục cưng này đi được á nhà. Ngồi chắc nhé. Nhanh đúng không nào? Thấy gió lùa tóc không cháu? Tuyệt quá luôn ạ. Cảm ơn bà. Khoan, cháu lái nhé. Cứ tự nhiên. Vui lắm luôn ạ. Mình chưa được lái xe bao giờ cả. Khoan. Cái gì? Vroom. Chậm lại nào. Nhìn kìa, tới nơi rồi. May mà không sao. Mừng quá. Cháu cảm ơn. Bà dễ thương ghê. Bye. Phủ, đến lúc đi mua shopping rồi. Tới bãi rác thôi. Bíp bíp. Ồ, cô ấy đến kìa. Chào buổi sáng thưa cô. Để tôi mở cửa nhé. Thôi. Tôi không hiểu. Hôm nay tôi không đi xe đâu. Hay là trượt ván ạ? Đùa nhau hay gì vậy? Giày trượt thì sao? Bánh xe ngầu lắm nhé. Chán phèo. Mình hết cách rồi. Hay là dùng cái đó đi. Chuẩn như Lê Duẩn. U là trời, vui lắm luôn ấy. Ý tưởng hay nè. Xem tớ đây. Không, chờ đã. Bye bye. Đi thế này mới chất chứ. Chà, ít nhất thì mình cũng được tập thể dục. Chào. Tớ chưa ai. Mình sang chảnh thật nha. Để xem mình làm được gì nào. Trò này tuyệt quá. Mọi người đang nhìn mình nè. Các cậu dễ thương quá. Tớ yêu tất cả các cậu. Vui quá đi mất. Mai mình cũng sẽ đi cái này đến trường. Giờ phải vào lớp thôi. Wow, nhìn kìa má, trông hiện đại thế nhở. Chắc là đồ của người ngoài hành tinh. Giờ nó thuộc về mình. Không phải đi xe bìa cứng nữa. Ái chà, trông mình chất ghê. Hả? Tiếng gì vậy không biết? À, chào xin. Người nghèo cũng có hả? Chán thế không biết. Trang điểm xinh cho cô chủ nào. À, dù cô cũng xinh sẵn rồi. Gái toàn nói đúng không à? Buổi sáng áp lực quá. Chứ còn gì nữa à? Nhưng cô chủ cứ thư giãn nha. Ok, vậy là hoàn thành rồi. Cô muốn đi học bằng cái gì ạ? Vậy được không cô? Gì vậy trời? Thôi đi. Ok, nhìn xinh đó. Ồ, biết rồi, để tôi gọi điện. Alo, giúp tôi dùm với. Ngay và luôn. Trực thăng à?
Hoàn hảo. Vậy mới đúng gu chế. Cô sẽ được tăng lương. Bye. Cô Sunny, khoan, cô quên mang ba lô nè. Cứ thả tôi đằng dưới đó là được. Chắc mình chuyển bàn đi quá. Hả? Gì vậy? Có đột kích, bảo vệ chính mình đi. Bình tõm, là tớ mà. Tớ thích vào lớp hoành tráng vậy đó. Ok, anh về đi. May mà tôi thích tóc bay bay đấy. Thế học đến đâu rồi? Cảm ơn. Không thể tin nổi, đúng là làm lố. Xong chưa vậy trời? Chúng ta cần phải đổi bàn thật đấy nha. Cây của mình. Chẳng biết nên ăn gì đây. Quá trời món để chọn này. Nhưng bố ơi, con muốn unicorn cơ. Này, đằng này nè. Tôi sẽ mang lên ngay ạ. Nhanh nhẩu lên đấy. Xin mời ạ. Chúc chị ngon miệng. Sao mình phải ngồi cạnh cậu ta chứ? Ôi trời quỷ sứ. Bồi bàn. Cảm ơn. Món nào cũng nghèo. Được của nó. Mời quý cô ạ. Gu của chị là nhiều tiền. Ngon hết sảy. Nhưng không phải ai cũng được ăn. Trời. Này. Ê, lại đây. Tiền của quý cô đây ạ. Ngon muốn xỉu. Hả? Ù là trời đất ơi. Vàng ngon quá. Cả hai người họ như trò hề ấy. Mình đói bụng quá. Có gì ăn thì thích biết mấy. Nhưng sao giờ? Chẳng được chọn mấy ở đây. Đúng rồi. Mình hợp màu này ghê. Cuộc săn bắt đầu nào. À ha. Thơm ngon mọng nước. Đây gọi là đồ ăn nhanh nè. Dễ như trở bàn tay. Món ngon đây rồi. Mình yêu nhện. Hả? Đúng rồi, mình quên mất hai người này. Phải tìm công việc mới thôi. Cái gì vậy? Ngủ đã mắt ghê. Dậy chuẩn bị nào. Không có nước á? Thế thì rửa ráy kiểu gì cơ chứ? Thôi, ít nhất mình vẫn đánh răng được. Ai cần bàn chải chứ? Thơm mát bạc hà. Ok. Dùng giấy là ổn rồi. Mặc gì giờ ta? Ok là dễ thương ha. Chà, thôi thế này là ổn rồi. Không, không, dù thuyền đó quá nhỏ. Thức dậy đi nào, trời ạ. Chắc mình phải sáng tạo mới được. Wow, mình đỉnh quá. Cô à, dậy đi. Yuhu. Đúng rồi, cô ấy không cưỡng lại nổi vàng đâu. Vàng, quả là giấc mơ tuyệt vời. Vẫn làm việc xuất sắc như thường. Tôi làm đúng phận sự thôi. Bye. Đã sáng rồi sao? Điện thoại make up của mình đâu rồi? Alo, đến giúp em với. Chị có thể làm gì cho cưng nào? Làm cho em xinh đi, trang điểm giúp em phong cách công chúa. Tiền đâu là đầu tiên cưng ơi. Rồi. Cầm đi ạ. Ù thánh trời ơi, hồi xin. Việc gì cũng đến tay mình là sao vậy trời? Chán như con dán. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ngay bây giờ.
Ê, tới màn thú vị này. Cử nhân đầu tiên của chúng ta là Cheryl. Các fan yêu quý của mình. Bạn chỉ tốt nghiệp vì bố bạn mua tặng trường một cái bể bơi thôi. Xin chúc mừng. Sao anh dám đụng vào tôi? Eo. Tôi không thích. Tôi đi đây. Xin một tràng pháo tay cho Cheryl. Tiếp theo, Ellie. Nhớ bảo nhiếp ảnh gia chụp góc đẹp của tôi đấy. Đây là bằng của bạn. Yeah, tốt nghiệp rồi. Thì đúng rồi. Selfie nào. Oh, cưng ghê. Oh, mời rời sân khấu. Cuối cùng chúng ta có SC. Em rất vui mừng ạ. Woohoo! Giấy gì đó của em này. Thế thôi ạ. Anh đã tự hứa là sẽ không khóc. Lại đây bé ơi. Ok, bình tĩnh lại đi Kevin. Em xứng đáng lắm SC. Wow, bằng danh dự. Woo, yeah, giỏi lắm SC. Đây là ngày tuyệt nhất trong đời em. Phải đăng vài ảnh selfie mới để newsfeed thôi. Yeah, hết hết rồi. Lướt mạng xã hội của mình một lúc nào. Wow, laptop của cậu ấy xịn thật. Còn mình thì chỉ dùng đồ thừa của vô cha. Nó còn không thèm hoạt động nữa. Làm công chúa nghèo thật khổ đó. Thôi được, chống đồ gì đó lên xem. Chả ăn thua. Quan đã. Chắc cách này sẽ hiệu quả đó. Mình sẽ lấy khung ảnh này. Nào các chân để dựng lên. Ê, xem tới chế hay chưa? Wow, mong là sự nghèo khổ không lây lan. Ôi, cảm ơn cậu. Món quà dễ thương quá. Cái gì đây? Tớ cứ tưởng. Đây, cầm lấy đi. Thôi lượn đi, tớ không muốn cậu ở đây nữa. Cứ biến đi. Cho cậu cái bánh đó đấy. Được. Thế cảm ơn nhá. Wow, sao nhiều tiền quá vậy trời. Mãi không hết này. Không thể tin nổi. Hả? Hả, tiền đó lẽ ra là của mình. Giàu to rồi, chết cả tuyệt vời. Hả? Cậu ấy chuồn luôn hả? Còn một cái bánh nữa. Ơ kìa, chắc chắn là phải có tiền trong này chứ. Chả có gì, lại còn bẩn tay chứ. Tuyệt. Vương miện tập thể dục của mình. Phải đeo đúng lại vào đúng dịp. Cảm ơn, cho người lui. Ôi, tập mệt dã man. Công chúa tập tốt lắm ạ. Nhảy dây là một bài cardio hiệu quả. Và nhảy lên nào. Squat giúp đôi chân và bụng mình khỏe hơn. Trông mình phải thật đẹp trên ngai vàng. Quả cho ta. Đừng quên uống nước thưa công chúa. Thế khỏe cả người. Được rồi, tập cho xong nào. Thế là chẳng có gì nặng bằng mấy cái xô đầy này. Chỉ cần với tới đó. Ước gì mình có ghế để đứng lên. Hôm nay mình thấy nóng hết cả người. Rác ở đâu mà lắm thế. Chẳng khác gì tập gym. Ê, cơ bắp của mình khỏe và chắc ghê. Gì đây? Hay nó giống như cánh cổng bí mật đến một vùng đất huyền bí. Chỉ có một cách để khám phá ra. Không, tôi đặt áo màu phớt hồng, chứ có phải màu hồng kẹo ngọt đâu. Xem nào, chỉ cần với tay một xíu. Đảm bảo nếu... Jared! Không, dừng lại!
chắc là sẽ vui lắm cho mà xem. Còn nghĩ mình đang làm gì hả? Mẹ đã dặn không được làm thế mà. Không công bằng, rõ ràng là có cổng bí mật ở đằng sau. Đừng khóc mà, xem mẹ có gì này, con sẽ thích đó. Cho con. Phù, chậm xíu thì. Có khi dùng được cái nắp nè. Nhìn xem, kích cỡ vừa đúng luôn. Không thử sao biết, mình sẽ thêm vài túi sữa chua uống nữa. Mình sẽ cắm đầu túi vào ổ điện và xoáy nắp. Cái này sẽ ngăn những ngón tay tò mò. Và giờ thì mình có thể thư giãn rồi. Vâng, tôi muốn đặt áo màu xanh dương nhạt, không phải xanh đậm. Và đã đến lúc khám phá cánh cổng kỳ diệu. Hả? Chuyện gì thế này? Trời, chán như con rán. Biết ngay sẽ hiệu quả mà. Giờ mình cần trang bị khắp cả nhà cho chắc ăn. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đi ngủ thôi. Ồ, nhưng con chưa buồn ngủ. Ngủ ngon nhé con yêu. Bố đi chưa? Mình chưa muốn đi ngủ mà. Mình chỉ muốn chơi thôi. Mình thích slime này. Nó vừa dẻo vừa dai này. Em có muốn thử không búp bê? Đúng vậy, ăn hết đi nào. Ồ, ok, chị cũng thử xem. Hả? Chưa gì đã sáng rồi sao? Ôi không, chuyện gì vậy? Nhìn tóc em kìa, dính toàn slime rồi. Nó nhằng nhằng luôn ấy. Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Madison, sao vậy con? Búp bê của con. Ôi, đúng là thấy ghê quá. Nó dính chặt vào tóc rồi còn đâu. Khoan, đây là slime à? Úi, chắc là thế ạ. Đưa đây cho bố. Con biết nhà này không được có slime à? Giờ để xem chúng ta có thể làm gì với mái tóc. Bố chẳng biết mình có thể làm gì nữa. Vội cũng chẳng sạch được đâu. Nhưng bố có một ý tưởng. Bố sẽ cạo chọc đầu cho búp bê. Bố ơi, bỏ dao cạo xuống đi. Không. Việc này bố làm nhanh thôi. Kiểu đầu chọc sẽ hợp đấy. Thật ra cạo thấy thích tay ghê. Wow, nhìn đầu búp bê bóng loáng luôn kìa. Đấy, bố xong rồi. Nhìn xinh chứ. Nói xin chào búp bê mới đi này. Bố sao vậy ạ? Nhìn mà xem. Bố đã cố hết sức. Chả hiểu con muốn bố phải làm gì nữa. Mà chờ một chút. Bố có một ý hay. Mình có thể dùng len. Với phần tiếp theo, mình sẽ cần một cây kim. Mình sẽ khâu vào búp bê và kéo ra ở bên kia. Sau đó mình sẽ tháo kim ra. Giờ mình sẽ làm tương tự với sợi màu vàng. Mình sẽ móc sợi này ngay bên cạnh sợi đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục làm việc này cho đến khi hoàn thiện mái tóc. Như vậy thôi, đẹp quá đi. Cứ như búp bê có cầu vồng trên tóc vậy. Con thấy sao nào Madison? Con thích lắm ạ. Nhiều màu sắc quá đi. Con cảm ơn bố, bố là nhất. Chuẩn, không cần chỉnh. Có khi bố sẽ tạo kiểu tóc giống như búp bê của con. Tầm ở đâu nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ vẽ hoa. Ôi giời, dễ như trở bàn tay. Cứ để tôi. Tôi sẽ lo hết. Cứ thư giãn và thưởng thức hành trình. Vẽ hoa à? Ok. Thật sảng khoái. Gần xong rồi. Chỉ có một vài điều chỉnh cuối cùng. Vậy là xong. Cậu thấy thế nào ạ? Thanh toán. Cảm ơn nhé. Không, cảm ơn cậu. Đúng rồi. Mình có thể làm mọi thứ với bìa cứng. Đó là giá đỡ tranh của riêng mình. Hoàn hảo. Ok, tốt lắm. Thầy cứ chấm em điểm A là hợp lý. Tranh của em thì sao? Ôi trời, xuất sắc. Da của mình xỉn màu quá. Thế này không ổn chút nào. Mình cần dặm lại má hồng. Cây cọ bị sao thế này? Thôi thì méo mó có hơn nữa không? Sao không thấy gì vậy? Bực mình quá đi mất. Trời ạ. Wow. Ôi không, mình gặp rắc rối lớn rồi. Thật không thể chấp nhận được. Ít nhất mình không bị vào phòng kỷ luật. Này, tóc của mình. Dùng tóc làm cọ cũng là ý tưởng hay đấy. Cố lên, tao cần mày. Được rồi, đã đến lúc phát huy sức sáng tạo. Giờ mình sẽ biết có hiệu quả không? Và bạn thấy thế nào? Này, wow. Gì,
cậu có một cục mụn khổng lồ. Tớ đó sao? Cục mụn bự cha bá. Tớ phải làm gì? Nặn nó đi. Để tớ. Sẽ chỉ mất một giây thôi. Ngồi yên nhé. Yeah, chuẩn không cần chỉnh. Đây, thực hành trên tượng đi đã. Vậy tớ không khách sáo. Oh yeah. Sao lại sướng tay thế nhỉ? Suýt thì hỏng cái mặt tiền. Xin chào. Chẳng gì bằng dưỡng da đúng lúc. Phải bảo vệ khuôn mặt kiếm ra tiền chứ. Nhịn quá. Chắc chỉ còn một việc cần làm nữa thôi. Bóc mặt nạ thích quá đi. Hiệu quả không? Cuối cùng thì không còn mụn nữa. Hả? Cái gì thế? Khiếp! Ghê quá má ơi! Không gì tuyệt bằng một bữa ăn nhà làm. Nguyên liệu bí mật chính là tình yêu và thật nhiều rau thơm. Đó sẽ giúp món này có nhiều hương vị. Mùi thơm xỉu á, cho vào này. Giờ khuấy một phát nhé. Mẹ ơi, mùi thơm quá ạ. Có phải món sốt mì Ý của mẹ không? Đương nhiên rồi, khoan. Muộn vậy rồi sao? Trễ mất rồi, mẹ phải đi thôi. Nhưng còn bữa tối thì sao? Đúng rồi. Con chỉ cần khuấy thôi, đừng để cháy nhé. Chuyện gì vậy trời? Mẹ đùa mình sao? Cũng không khó lắm, nhưng chán quá à. Sao lại có cái cục này trong mũi mình vậy? Ít nhất thì mình có thể tập yoga. Chán lắm luôn rồi đấy. Mình cần mua tí đồ. Chả biết này là gì luôn á. Gì đây? Mình sẽ mua liền. Và giờ chờ chút nhé. Wow, nhanh quá ta. Mình thích tiêu tiền ghê. Đây chính là cách mình xử lý mọi vấn đề. Mình sẽ cho nó vào chảo. Rồi để nó làm công việc nhàm chán này. Quay đều này. Mình còn chẳng phải đụng tay vào. Thông minh ghê. Giờ, nghỉ ngơi đi. Nấu ăn cũng không khó lắm. Mình thích thế này đấy. Mẹ về rồi. Betty, con đang làm gì vậy? Mẹ thấy rồi còn gì ạ? Con đang nấu ạ. Anh bạn robot này là sao đây? Nhưng có ngon không thế? Wow, vị ngon, bùng nụ vị giác luôn. Con nói rồi mà. Cứ như sống ở tương lai vậy, tuyệt lắm con yêu. Cứ tưởng quyển sách này có nhiều tranh chứ. Mình ghét bài tập. Không thể làm nổi nữa, mình cần được giải trí. Như vậy mới chuẩn chứ. Betty, con trong đó sao? Học hành thế nào rồi con? Chờ chút đã, con đang làm gì thế? Phải học chứ con. Vậy mà, con lại chơi game. Thôi ngay cho mẹ. Nhanh nào. Trò này hay tuyệt á. Đưa điện thoại cho mẹ. Con đang bận đi mẹ ơi. Nào con gái, mẹ nói thật đấy. Bất công quá đi. Không thể tin được. Giờ mẹ không biết phải làm sao để con ngừng chơi game đây. Điện thoại của con bị tịch thu. Nó sẽ bị khóa lại. Và mẹ sẽ giữ chìa khóa. Cho vào túi nhé. Như vậy con sẽ không lấy được. Khi nào làm bài tập xong mới cho chơi nha. Trả con này. Giờ mình phải làm sao đây? Hay là phá khóa nhỉ? Răng mình sẽ gãy nhưng cũng đáng thôi. Nhìn chán chưa kìa. Không ổn rồi. Vâng, mẹ thắng. Lần này thôi. Mình sẽ làm bài tập nhảm nhí đó. Nhưng chả vui tí nào. Có hiệu quả rồi. Con làm được mà con yêu. Khoan, mình biết rồi. Mình có cách này. Mong là hiệu quả. 5 cộng 5 là... 10. Mình mệt quá trời luôn. Con chơi điện thoại được chưa ạ? Mẹ tự hào vì con quá. Đưa cho mẹ chìa khóa nào. Chúc mừng con. Con có thể dùng điện thoại rồi. Con đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Điện thoại, điện thoại, điện thoại. Nhớ cục cưng quá à. Đừng rời xa nhau nữa nhé. Wow, khó thật đấy. Mình không chắc cho lắm. Phải kiểm tra lại chút. Không tìm thấy. Đúng thứ mình đang cần rồi. Ý như ý mình nghĩ. Vậy nghĩa là... Mình hiểu rồi. Đơn giản quá. Đáp án là 10. Làm được rồi. Không ngờ luôn ấy. Tuyệt, con đây rồi. Làm xong chưa con yêu? Nhìn này mẹ, con giải được rồi. Của con đây, con chăm chỉ quá à. Thật sao mẹ? Mẹ không cần làm thế đâu.
Mẹ ơi, mẹ không cần mà. Mẹ mua cho con điện thoại ạ? Thật sao mẹ? Mong là con thích. Ô là trời, woohoo, quả này tuyệt quá đi. Phù, con bé thích. Con làm bài tập tiếp đi nha. Mẹ ơi, từ từ ạ, chúng ta chụp ảnh đi mẹ. Nhưng mẹ chưa trang điểm. Cười nè. Ôi không, còn nhiều việc quá. Mình phải làm thật hoàn hảo. Tìm một món quà nào. Hay là dùng cái chai này. Nhìn cứ sao sao ấy. Khoan, hay là cái này nhỉ? Không được, hay là sách. Thôi, thế còn cái thớt này. Chả có cái nào ổn cả. Thôi mà nghĩ đi. Cái gì đấy? Mình có thể làm bánh tặng mẹ. Chắc không khó lắm nhỉ? Chờ chút. Có rồi này. Nhìn ngon quá à. Đến lúc làm rồi. Mình cần các nguyên liệu. Và cứ như thế, mình đã có bánh kem rồi. Phải nướng nữa. Wow, mình giỏi quá ta. Nhưng nhìn chả giống hình tí nào. Sao lại vậy ta? Phải làm gì đây? Mình không có túi bắt kem. Dùng cái gì được ta? Cái chai này được này. Mình sẽ lấy nắp ra. Tuyệt, có thể được đấy. Mình cần sửa một chút. May mà mình có con dao này. Mình sẽ cắt được cái miệng này. Phải cắt một miếng nhỏ ra, như vậy này. Tiếp theo mình cần táo. Nó sẽ giúp lớp kem có mùi thơm hơn. Rồi đậy cái nắp này. Mình sẵn sàng hoàn thành cái bánh rồi. Chỉ cần bóp cái chai thôi. Và thế là đã có bánh nướng phủ kem. Nhìn ngon xỉu. Mình thèm lắm luôn ý. Còn thiếu gì đó nữa. Mình cần nến. Và xong rồi, mong là mẹ yêu thích. Lấy mũ ra nào. Mẹ ơi, mình thực sự cần đổi sách giáo khoa. Mở tủ nè. Mở ra đi. Hả? Tại sao nó không hoạt động? Trời ạ. Mở ra đi mà. Không ổn chút nào. Mọi người ơi, tránh đường. Cứ tưởng là sẽ mở được cửa. Trời ơi, mình phải mở được cánh cửa. Và kéo. Được rồi. Úi da. Essie. Chào Alex. Có chuyện gì? Thôi kệ đi. Gì? Wow. Không. Này. Tốt. Dù sao thì mình cũng cần tập trung. Ok, ổn rồi. Cửa đã mở. Gần như vậy, mình cầm một bàn tay sạch. Wow, ngầu như trái bầu. An ninh hàng đầu thấy chứ. Chỉ những điều tốt nhất. Bước cuối, quét móng mắt. Có cần thiết không vậy trời? Khở, hãy nhìn nè. Nước của anh đây. Cảm ơn, tạm biệt. Ok, không công bằng chút nào. Tôi sẽ tự tạo hệ thống bảo mật riêng. Bằng băng dính chắc chắn này. Đó. Không mất một xu nào. Cảm ơn, các bạn là những khán giả tuyệt vời. Tôi yêu các bạn. Mọi người muốn tôi ký hết lên mấy tấm hình này sao? Làm siêu sao thật mệt mỏi. Làm cho xong thôi nào. Chắc không bao giờ xong nổi quá. Ước gì có cách gì đó dễ hơn. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang làm việc nè con yêu, không phải là máy bay riêng và kỳ nghỉ sang trọng ở bãi biển. Phải giúp mẹ mới được. Mình biết cách làm mẹ vui lên rồi. Mình sẽ trang trí mấy tấm hình của mẹ để mẹ biết mẹ đặc biệt như thế nào. Mickey, con đang làm gì vậy? Con cho mẹ thấy con yêu mẹ nhiều thế nào. Ồ, con yêu, dễ thương quá. Nhưng mẹ có ý này hay hơn. Con có thể vẽ lên đây luôn. Wow, thật đã, cảm ơn mẹ. Mẹ sẽ nghỉ ngơi. Vui quá đi mất. Mình có thể làm việc này cả ngày. Không hiểu sao mẹ lại phàn nàn nữa. Gần xong. Đợi đã. Cái gì vậy? Hy vọng đây là nhà của Gina. Đây là ngôi nhà thứ tư mình vào rồi. Thành công rồi. Hả? Chào nhóc. Chú muốn xem tác phẩm của cháu không? Sao lại không nhỉ? Đây là mẹ cháu. Con của Gina ký tặng giúp cô ấy.
Đúng là một tin sốt dẻo. Chú cũng muốn có chữ ký chứ? Wow, đây là công việc dễ nhất từ trước tới nay. Cảm ơn nhóc, chú rất thích. Đây là tiền cháu kiếm được. Wow, nhiều tiền quá. Cảm ơn người lạ bí ẩn. Nếu còn chuyện gì thì gọi chú nhé. Mẹ ơi, nhìn này. Tiền sao? Đây là cách hay nhất để tỉnh dậy. Wow, nhìn đống chữ ký. Và số tiền này nè, con là giỏi nhất. Mẹ có hình cho con ký nè. Cảm ơn mẹ, mẹ thích tác phẩm của mình. Sẵn sàng live rồi. Ok, bắt đầu nào. Ừ, mình sắp trở thành ngôi sao. Chào mọi người. Đến lúc nấu một bữa hoành tráng rồi. Mickey sẽ là trợ lý của tôi. Hey, cháu ở đây. Con bé thích ánh đèn sân khấu. Và hôm nay chúng tôi sẽ làm bánh kép. Chúng tôi đã có đủ nguyên liệu. Đầu tiên chúng tôi sẽ đổ bột vào một cái bát. Nướng bánh có cái gì đó rất thư giãn. Wow, trong này bụi quá. Mình không thấy đường. Tốt hơn rồi. Giờ bắt đầu trộn lên nhé. Như này nè. Con làm được. Mẹ nhìn này, con đang làm đấy. Suýt quên những nguyên liệu khác. Tôi quay lại ngay. Ồ, cháu có ý này. Nhưng đó là bí mật. Trêu mẹ nào. Chúng ta sẽ thêm xà phòng vào hỗn hợp bánh kép. Mọi người đừng nói với mẹ nhé. Tôi đã có siro của con này Mickey. Chúng ta sẽ thêm nó vào tô bột. Mẹ không biết gì. Đợi đã, con phải đi lấy một thứ. Tôi sẽ giúp Mickey. Tôi sẽ thêm cái này vào tô của con bé. Bạn không cần nhiều đâu, nhưng mùi vị sẽ rất tuyệt. Cháu quay lại rồi đây. Và cháu có một nguyên liệu đặc biệt. Con có gì vậy? Không có gì ạ. Oh, mình phải đi lấy dâu. Đây là cơ hội của mình. Có chuyện gì ở đây vậy? Mẹ ngửi thấy mùi nghịch ngợm. Và gì đó nữa. Oh, phải là như vậy đúng không? Wow, nhìn ngon quá. Bỏ chúng vào hỗn hợp bánh kép. Con thích dâu. Oh, mình có ý khác. Các bạn sẽ cần dâu tươi cho công thức này. Còn ớt cay thì sao ạ? Chỉ cần bỏ dâu vào tô, đơn giản vậy thôi. Ôi trời, mẹ không để ý. Buồn cười quá. Hy vọng mẹ thích chuột. Vào đây đi. À, chuột. À, mẹ sợ chuột. Cứu với. À. Mình đoán mẹ không thích động vật. Ok, bánh kép của chúng ta đã xong. Và nhìn rất ngon. Mùi thơm ghê. Vị thế nào vậy mẹ? Ờ, có gì đó sai sai. À. Ý, cẩn thận, mũ của con. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ mẹ không phải là người nướng bánh giỏi. Wow, nhiều người thích quá kìa mẹ ơi. Nhìn kìa, chúng ta nổi tiếng rồi. Wow, họ thích chúng ta. Nhớ like và đăng ký kênh nhé mọi người. Hẹn gặp lần sau. Chào các bạn, Luna đây. Tớ đã quay lại với một câu chuyện khác. Vậy, đây là trường tớ. Đồ nóng đây, cho qua. Đùa đấy, tớ thôi mà. Wow, tớ sẽ cho các bạn xem một ngày của tớ. Đây là cơ hội của mình. Mình phải trông thật đẹp trai. Không gì có thể phá hỏng khoảnh khắc. Luna, tớ xin lỗi. Hả? Ba lô của mình. À! Sao tụi mình lại la lên vậy? Mình phải xử lý cái này. Đợi tớ một chút nhé. Mình sẽ dán cái này ở đây, cắt một chút ở đây. Tớ đã làm ba lô mới cho cậu này. Hy vọng cậu thích. Wow, tớ thích. Các bạn, phải xem cái này. Đây là chiếc túi dễ thương nhất quả đất. Chào Brian đi. Tớ phải vào lớp rồi. Gặp cậu sau nhé, Brian. Hả? Không, chờ đã, Luna. Lại một ngày làm việc kiếm tiền. Nhưng phải có ai đó làm thôi. Cái này có hoạt động không? Hả? Âm thanh gì vậy? Vui quá đi mất. Hả? Chào mừng đến với cửa hàng đồ chơi. Cứ xem đi nhé. Ờ, đây là phòng chơi chứ gì nữa. Oh, xem này. Có rất nhiều đồ chơi. Ước mơ của mình thành hiện thực rồi. Không biết bắt đầu từ đâu luôn. Mua sắm thoải mái. Woo! Mình sẽ lấy cái này. Và cái này. Mình nghĩ đủ rồi đấy. Chị sẽ tính tiền cho em. Em chọn toàn những món đắt tiền nhở. Mình không thích âm thanh đó. Tổng sẽ là 1 triệu đô la. Giá hời đấy. Nhiều số không quá. Có lẽ mình cần giảm giá. Không sao. Như này thì sao? Em đồng ý chứ? Như vậy mới phải chứ. Em trả được.
em trả bằng thẻ được không? Sao cơ? Không, ở đây chỉ nhận tiền mặt. Thấy không, có thông báo này. Không thành vấn đề, chỉ cần dùng ATM. Đừng nhìn mật mã của em, đó là bí mật. Đợi chút, sẽ không lâu đâu. Mình cũng cần ít tiền xu nữa. À, như này đủ rồi đấy. Những món đồ chơi đó sẽ là của mình, của chị đây. Ôi, hay quá. Sao em làm được vậy? Lại đây, em nói chị nghe. Tất cả những gì mình cần là giấy bìa. Đầu tiên, mình sẽ phác thảo các khe hở, sau đó cắt chúng ra. Tiếp theo, mình cần một miếng bìa nhỏ hình vuông. Mình sẽ cắt mấy rãnh nhỏ ở đây như thế này này. Mình sẽ bôi keo vào đầu này, đừng quá nhiều nhé. Sau đó, dán dọc theo các khe hở. Trong khi chờ khô, mình sẽ làm thẻ ATM. Mình sẽ tô màu cho miếng xốp màu trắng, chỉ cần đảm bảo là nó vừa, nó sẽ trượt ra vào được. Có vẻ được đấy, mình khá hài lòng. Bây giờ mình sẽ lật tấm bìa lại. Mình cần một tấm bìa nhỏ hình vuông nữa. Mình sẽ dán nó ngay rìa của các khe hở, làm cho đến hết luôn, và dán cố định lại. Nhìn đẹp đấy. Giờ mình cần một miếng giấy lớn. Mình sẽ cuộn nó lại thành dạng ống và chừa lại một phần nhỏ ở cuối. Sau đó bôi keo lên, xịt một đường keo ở đây. Mình sẽ dán ống giấy lại, đè nhẹ một chút. Sau đó dán nó vào tấm bìa cứng. Mình sẽ để một hình vuông nữa ở đây. Bây giờ mình cần làm một cái hộp. Mình sẽ dán một miếng bìa lớn ở một bên, rồi dựng nó lên. Miếng tiếp theo sẽ ở phía sau. Mình sẽ dùng keo dán chặt lại. Tiếp theo mình cần một miếng bìa nằm nghiêng. Và thêm mặt cuối cùng, mình sẽ cuộn tiền lại và để chúng vào các khe hở. Đồng xu cho vào ống. Khi đưa thẻ vào khe này, nó sẽ đẩy tiền ra như thế này này. Sau đó chỉ cần trang trí nữa thôi. Hay đúng không? Nó giữ tiền của em được an toàn. Chị muốn thử, em có thể làm việc ở cửa hàng. Và chị sẽ lấy cái này. Hẹn gặp lại. Sao cơ? Này! Phải vậy sao? Không nương tay đâu. Chị chỉ có vậy thôi sao? Đỡ này! Ồ không, sao chị dám? Tấn công! Em bắt được chị rồi. Dừng lại đi. Hết nước rồi. Hả? Thằng bé đi đâu vậy? Chỉ có một cách thôi. Hãy cảnh giác. Em có tập luyện đấy. Xem mấy động tác này nè. Tới đi. Chị không bao giờ thắng được em đâu. Tới đây. Cúi xuống. Suýt nữa thì tiêu. Mình cần một tấm khiên. Không thoát được đâu. Em bắt được chị rồi. Hả? Ôi không, chậu cây. Em làm gì vậy? Em không cố ý. Mẹ sẽ giận lắm đấy. Phải xử lý sao giờ? Đợi đã, chị có ý này. Đầu tiên mình cần một miếng bìa dài. Sau đó lấy một miếng bọt biển. Mình đã ngâm nó trong nước. Mình sẽ chấm lên miếng bìa. Mình muốn nó ướt đều. Nhìn được đấy. Giờ mình sẽ bóc lớp trên cùng ra. Tiếp theo, lấy một ống nhôm. Mình sẽ đặt nó lên tấm bìa. Sau đó cuộn lại. Giờ tô màu thôi. Mình có thể làm đẹp hơn đấy. Mình sẽ buộc dây xung quanh. Một chậu cây tươi sáng sặc sỡ. Chà, tuyệt quá. Giờ đánh cho xong nào. Quay lại đây. Phải chuẩn bị mới được. Hôm nay tóc rối quá. Chào, tôi cần cô. Cần giúp gì Hải Liêm? Có chuyện gì? Tóc tai mất kiểm soát. Đừng căng thẳng, để tôi giúp. Ngồi yên nhé, tóc sẽ đẹp ngay thôi. Xong rồi. Không phải chứ, không chắc lắm. Bết quá. Bình tĩnh, tôi sẽ thử kiểu khác. Tin tôi đi. Xong rồi, cậu thích chứ? Vẫn không đúng lắm. Chà, chắc phải thử kiểu mới thôi. Mình cần vài sợi như này. Sẽ đẹp lắm đây. Đợi chút nhé. Như vậy tóc sẽ không che mặt cậu. Thú vị đấy. Tôi thích. Nhưng chưa xong đâu. Cách này sẽ làm cậu nổi bật. Sẽ ngầu lắm đây. Tìm tôi đi. Chúng nằm dọc theo đường chân tóc của cậu. Wow, khác biệt thật sự. Tôi thích. Tiền công của cô đây. Rất hân hạnh.
đẹp trai quá đi mất. Mình thích dọn dẹp, đó là một cách xả stress. Để mình có thời gian suy nghĩ. Không được quên sàn nhà. Thấy không, giống thiên nhỉ. Và sẽ dễ hơn nhờ cách này. Xong rồi. Ôi không, tóc mình rối tung hết rồi. Không có thời gian để sửa lại. Hay là có nhỉ. Làm thử nào. Nhưng mình cần đồ buộc tóc trước. Xong, giờ đến tóc. Bắt đầu này. Dễ thương ghê. Mà không cần động tay luôn. Ý mình là vậy đấy. Qua trường đấy thế giới. Nói tất cả con gái đều giống nhau là một sai lầm khủng khiếp. Nhưng ai cũng có cơ hội trở thành người trong hoàng tộc. Chà, bữa tiệc dạ hội hoàng gia. Vương miện là của tớ. Chà, chiến đê. Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không. Wow. Nhìn bộ đồ lộng lẫy này nè. Và cả phụ kiện nữa. Mình rất hợp với bộ váy này. Ồ, chắc chắn chúng ta sẽ quen với việc này. Tụi mình đứng cạnh cũng hợp đấy chứ. Mình nên nghe gì đấy? Này. Cái gì vậy? Xin lỗi, nhưng tớ không có gì để mặc cả. Tớ ghét quần áo của tớ. Chúng rộng quá, một số thì quá nhỏ. Tớ thấy thật là xấu xí. Ước gì tớ có thể giúp. Nhưng có lẽ tớ có thể làm gì đó đấy. Với cái này. Hả? Tớ sẽ chỉ cậu. Thấy hai kim băng này không? Chúng có thể dùng làm vòng dây thắt lưng. Chỉ cần luồn dây dày qua đó và buộc nó lại chặt hoặc lỏng tùy thích. Thấy không? Vừa y luôn. Hả? Cảm ơn cậu. Không có gì. Bye. Tớ sẽ gọi cho cậu. Mình cũng phải chuẩn bị. Suýt thì quên. Ồ. Còn dây mình thì sao? Chắc khỏi đi đâu cả luôn quá. Chỉ có mình và khoai tây chiên thôi. Cũng không tệ lắm. Lại một tối thứ sáu ở nhà. Thích hợp để chăm sóc bản thân. Ồ, lại là cậu với bộ móng sao? Ôi, điện thoại của mình sao? Ai vậy ta? Có bữa tiệc vào tối nay. May là mình vừa làm xong bộ móng. Nhỉ? Xem này. Thôi, tớ không đi tiệc đâu. Đi mà. Được rồi. Yay! Đi nhé. Chúng ta mặc gì đây? Bước 1. Ok. Tớ sẵn sàng rồi, trang phục đã xong. Cậu đúng là giỏi việc này. Vậy còn bước 2? Hả? Tớ á? Không, tớ được rồi. Không, cậu không để tớ chọn đồ cho cậu à. Ôi, đừng làm đôi mắt long lanh đó chứ. Cậu biết tớ không từ chối được mà. Ok, tớ sẽ thay. Xong, cậu nghĩ sao? Yay, chúng ta giống như sinh đôi ý. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với đôi giày? Trông thật buồn cười. Sao cơ? Ghê lắm hả? Cực ghê luôn. May là tớ có đôi này cho cậu. Mà cho con người mang sao? Tớ thả đi trên đất còn hơn. Chà chà. Có đấy. Thôi mà. Yeah. Được rồi. Đôi bút bẩn đổi lấy giày cao gót sang trọng. Cậu vừa lòng chưa? Woohoo. Đi thử đi. Ok. Để thử nào. Không muộn rồi. Tớ té rồi. À. Ôi không. Chắc là đau lắm. Tớ không sao. Sao cậu đi được trên đôi này vậy? Ngước mặt lên. Ok. Ưỡn ngực. Ok. Vô phương rồi. Chờ chút. Cậu có gì trong đó vậy? Xem nào. Dễ thương quá. Sao nó vào đây được vậy? Hả? Không muốn biết luôn ý. Cái gì vậy trời? Không biết luôn. Đi rồi. Sao cơ? Yay.
nữa hả? Để móc áo này trong áo sơ mi. Nó có thể giúp cho tư thế của cậu. Được rồi này. Wow. Giờ cậu đi thử đi. Được thôi. Cậu làm được đấy. Và rất tốt. Cứ như người mẫu chuyên nghiệp vậy. Tuyệt vời. Yeah, đến bữa tiệc thôi. Chỗ này đông quá. Cậu có thấy hai đôi giày đó không? Thật là lộng lẫy. Tớ sốc đấy. Thật không công bằng. Ghen tị dữ. Đi thôi. Tớ sẽ nhờ cô ấy chơi bài hát của tụi mình. Cho tôi yêu cầu nhé. Cảm ơn. Chào cậu. Ôi trời, nhìn đôi vai đó kìa. Ê, cậu muốn gì? Đó là móc áo sao? Đi chỗ khác đi nào. Tớ luôn ở bên cạnh giúp cậu đấy. Nghe đoạn riff này nè. Chào mừng con đến với nhà mới. Tất cả là cho con sao? Wow, con chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bánh như vậy. Đợi đến khi con thấy cái này đi. Thật không ạ? Wow. Đừng lo, con gấu không sao, còn đỡ nữa rồi. Đến lúc biểu diễn rồi. Bắt đầu thôi. Ui, tôi nhận nuôi một đứa con gái. Nó rất bốc mùi, la la la. Wow, bắt tay đấy. Chào mẹ. Psst, ở bên này. Ngạc nhiên chưa? Xem con vẽ gì nè. Mẹ ơi. Ui. Phải làm mẹ để ý mới được. Mình phải trốn kỹ. Chim sẻ gọi đại bàng. Kích hoạt giao thức im lặng là vàng. Oh yeah, quay lên. Anh đi với tôi. Bắt được anh ấy rồi, đúng như kế hoạch. Đây là lúc mình tỏa sáng. Wow, nặng quá. Tay của mình. Cái gì vậy? Mickey. Không khó lắm nhỉ. Oh, chào mẹ, con là thành viên mới trong ban nhạc của mẹ, hay đúng không ạ? Dừng lại đi. Mẹ nghĩ tai mẹ chảy máu rồi. Dừng lại đi. Mẹ nhìn này, con đang gảy đàn dây. Ow. Có bình thường không vậy? Ouchie, phỏng rồi. Sao vậy Mickey, mẹ quay lại ngay. Đợi đã, không sao ạ. Mẹ sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Có vẻ mọi thứ vẫn đang được kiểm soát. Thế mẹ nghĩ con có năng khiếu không? Chắc rồi, sao không thứ. Maracas nhá, cái này hợp với con hơn này. Nhìn hay đấy. Quẩy thôi. Con đang đùa hả? Có lẽ âm nhạc không dành cho con. Nhưng tối nay mình có buổi biểu diễn. Xin chào New York. Ôi trời ơi, tôi yêu cô Gina. Tôi muốn giới thiệu con gái tôi. Tối nay nó sẽ chơi trong ban nhạc. Wow, xin chào. Maracas bị sao rồi hả? Sẽ không sao đâu, con có tập luyện mà. Wow, con bé có tài năng thiên bẩm. Oh yeah. Woohoo, đây là bữa tối tuyệt nhất. Sha-la-la-la-la. Tuyệt quá. Diễn solo nào. Áo, dừng lại. Cái gì vậy? Boo. Chắc chắn mình sẽ đăng cái này. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi mẹ, con đã cố gắng hết sức. Nhưng con vẫn có thể xử lý. Mẹ, nhìn này, chúng ta có thể dùng điện thoại. Ý kiến hay đấy, tôi cần một cái điện thoại. Hả? Chỉ vậy? Hãy tin tôi, đưa nó đây. Ôi trời, Gina cầm điện thoại của mình. Tiếp tục buổi biểu diễn nào. Mẹ làm được mà, chỉ cần guitar thôi. Oh yeah, la 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 la. Wow, cô ấy có giọng hát như thiên thần vậy. Gina, Gina, Gina. Oh yeah. Mình là ngôi sao nhạc rock. Ở dưới này không có gì mấy để làm nhỉ. Ừ, nhưng cũng tốt, càng được thư giãn và ăn snack. Ôi má ơi, gì kia, cô hiệu trưởng đến rồi. Được rồi, tập trung chú ý nào. Tôi đang tìm ốp lưng điện thoại Pop-It này. Hiểu chứ, tôi có sẵn mẫu vẽ điện thoại cho hai người đây. Mẫu điện thoại, trời, thế thì có gì vui cơ chứ. Nhưng em chắc chắn sẽ đánh bại thầy. Rồi xem, thầy đã có một ý cực hay rồi. Chuẩn, như mọi khi, kẹo chính là giải pháp. Mình sẽ đặt các viên kẹo lên mẫu điện thoại. Phải đặt sao cho thẳng hàng và kết hợp màu hợp lý. Ok rồi, mình chỉ cần làm thế với điện thoại thôi. Đấy, chuẩn không cần chỉnh. Chà, không phải một mình thầy thông minh đâu nhé.
em có cây lan mini này và nó sẽ giúp em chiến thắng. Nghe hay ghê. Ok, giờ em cần son. Em sẽ vẽ các chấm bi màu cam lên cây lan. Vẽ ngang thành một hàng nhé, rồi chuyển sang các màu tiếp theo. Màu xanh dương này sáng quá, nhìn là mê rồi. Màu xanh chắc là màu mình thích nhất. Ok, chấm bi xong rồi, giờ thì lan thế nào? Ủa là trời, hết nước chấm luôn bà con ơi. Cô hiệu trưởng ơi, em hoàn thành rồi ạ. Hả? À rồi, tranh vẽ, để cô xem nào. Ok, trông cũng không đến nỗi, rất đẹp ấy chứ. Còn thầy thì sao? Dạ vâng, đến tôi còn phải tự trầm trồ trước tác phẩm của mình mà. Trời, mình hâm quá, sao mình lại làm thế cơ chứ? Tôi thề là mình đã hoàn thành rồi. Ok, được rồi, tôi tin thầy, nhưng thầy không phải người chiến thắng. Em nhận được phần thưởng là điện thoại ạ? Tuyệt vời, em cảm ơn cô nhiều. Và giờ mình còn có Poppit để nghịch nữa. Mình có thể gọi món nữa chứ. Vâng, một cái cỡ lớn ạ, cảm ơn anh. Nhanh thật đấy, dịch vụ xuất sắc. Yes, pizza thôi. Mình đang đói, pizza trông hấp dẫn quá đi mất. Khoan, trông thầy hình như vẫn hơi chán. Thầy ơi, em gọi pizza này, thầy có muốn ăn chung với em không ạ? Có chứ, cảm ơn em rất nhiều nhé. Để xem mình có thể đo khung không. Ôi trời, mình bôi son vào cả răng rồi. Hay là thử góc này ta. Được đấy, chuẩn. Giờ mình có thể hoàn thiện tranh rồi. Ta-da, nè, em đã vẽ xong cô hiệu trưởng rồi thầy ơi. Chân dùng phải vẽ thế này, thấy không? Vậy thầy thách em tô màu cho tranh đấy. Nếu thế thì chúng ta sẽ cần đồ trang điểm. Em chuẩn bị một bộ cho thầy luôn này. Được rồi, mình đã chuẩn bị xong đồ, giờ thì bắt tay vào việc thôi. Không biết mình nên dùng cái gì trước. À đúng, cái này. Mình là fan của mấy màu nổi bật. Bắt đầu tô này. Màu hồng xinh xỉu, thích quá đi mất. Sang màu xanh này. Màu này để đánh phấn mắt cho cô giáo. Lại còn có kim tuyến bling bling nữa chứ. Không thể quên má hồng được. Mình muốn làm nổi bật gò má này. Cần thêm chút màu cho mái tóc rực rỡ nữa. Wow, bức tranh trên cả tuyệt vời. Ước gì mình có tóc màu tím. Và mình sẽ vẽ chút tàn nhang để giúp cô trông đáng yêu hơn. Ta-da, em tô xong chân dung rồi. Thầy cũng xong rồi đây. Cô ơi, mời cô đánh giá ạ. Ew, trang điểm gì mà thấy ghê. Tôi còn chả muốn nhìn đấy. Tranh chân dung của em đẹp thật đấy. Rất giống thật. Ta-da, em lại thắng giải. Bảng này. Yes, em thích thử đồ trang điểm mới lắm. Phải thử ngay mới được. Hả? Ủa, mà chờ chút. Đây đâu phải phấn, sô-cô-la trắng mà. Hả? Nhưng tranh của tôi thì sao? Mình thấy xinh đấy chứ. Hồn cái này. Mình yêu bức tranh này dù không ai thích. Ôi trời đất, thầy biến thành chú hề rồi. Thật luôn đấy. Hả? Tôi biến thành chú hề rồi. Được rồi, bài tập tiếp theo phụ thuộc vào sự chú ý của hai người. Kem ốc quế hả? Không thành vấn đề. Đã đến lúc vận dụng kỹ năng vẽ tài ba của mình. Đã xong phần ốc quế và kem. Giờ thì trang trí nào. Đó, kè kem dễ thương quá. Tiếp theo là tô màu. Nhưng mình sẽ phối màu đặc biệt. Ok, để xem có giống như tưởng tượng của mình không. Bắt đầu với màu xanh dương này. Rồi đến màu tím. Tôi tránh đôi mắt ra. Và kết thúc với màu hồng này. Y như mình nghĩ. Xuất sắc, đây mới là kem ốc quế thứ thiệt này. Ok, vẽ cả ốc quế nữa. Màu trắng nhìn chưa giống chút nào. Màu vàng tạo nên sự tương phản khá hay. Thầy tô kiểu gì mà đẹp thế? Đẹp mê luôn ý. Kiểm tra lại góc nhìn của mình nào. Chuẩn, tốt. Mình cũng cần làm gì đó đẹp như thế này. Xem nào. Chính xác là thứ mình cần. Chị ơi, chào chị, cho em mượn kem nhé. Chị không biết em nên không có đâu. Nhưng em thật sự rất cần đấy ạ. Gì vậy trời, của chị mà. Thả ra, để chị yên đi. Ôi, em xin lỗi nhé. Thành thật xin lỗi chị. Em về rồi đây. Bắt tay vào việc thôi. Em sẽ dùng băng dính dễ thương này cố định ốc quế. Chắc là cần thêm băng dính đấy. Thêm một dải dưới này. Ok là, vậy là đính chắc rồi nhỉ. Hết nước chấm luôn. Thưa cô, em đã hoàn thành tác phẩm rồi ạ. Thật à, thú vị đấy. Nhưng đó cũng gọi là nghệ thuật á. Không, chắc là không rồi. Thầy trình bày tranh của mình đi. Nhìn được đấy, phải thế chứ. Rất dễ thương và sặc sỡ. Phần thưởng của thầy đây. Cảm ơn cô, đúng lúc tôi đang đói. Kem ngon xỉu. Kem này lạnh quá vậy. Ủa, gì vậy trời? Cứu, tôi đóng băng rồi. Hả, có chuyện gì với thầy vậy?
Chắc giờ kem đó lạnh quá. Úi, thế đổ kìa. Ouch, mong là không sao. Với một chút trí tưởng tượng, bạn có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật từ bất cứ thứ gì. Đâu là tác phẩm bạn yêu thích nhất? Bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay như thế này nhé.